Lời khuyên rất là chân thành của bác sĩ Nguyên dành cho những chị muốn điều trị nám đó là chúng ta phải bắt đầu từ phương pháp bôi thoa và uống trước khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Nếu mà các bạn thấy da mình nó chưa cải thiện tốt thì chúng ta mới thêm vào những cái phương pháp điều trị công nghệ cao. Xin chào tất cả các bạn và hôm nay lại rất vui được gặp các bạn trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Nếu các bạn vừa mới đến với kênh YouTube của mình lần đầu tiên thì mình xin phép được giới thiệu, mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Và video ngày hôm nay là một cái video tiếp nối video lần trước về chủ đề nám da. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chuỗi video để các bạn có thể tự chăm sóc làn da sạm nám ngay tại nhà. Và video lần trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta phân biệt được tình trạng nám, tàn nhang, sạm da, đồi mồi, bớt hori để xem thật sự là các bạn có đang bị nám hay không thì các bạn có thể quay lại cái video trước và mình cũng sẽ để cái video đó ở đây để các bạn có thể click vào các bạn xem nha. Nhưng mà trước khi đi đến với phần chủ đề chính thì bác sĩ Nguyên rất là hy vọng mọi người có thể dừng lại một chút, nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày thì chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút quả chuông để khi mà mình ra video thì các bạn cũng sẽ nhận được ngay. Tiếp nối video lần trước là về cách để chúng ta phân biệt được tình trạng trên da của chúng ta là tình trạng gì. Nếu các bạn gặp tình trạng nám thì chúng ta sẽ xem tiếp video này về cách để chúng ta có thể điều trị chăm sóc được làn da sạm nám ngay tại nhà. Hiện tại thì bác sĩ Nguyên thấy rằng có rất là nhiều chị khi mà chúng ta chưa có tìm hiểu nhiều về thế giới chăm sóc da, thế giới mỹ phẩm thì các chị vẫn còn tin vào những cái lời khuyên, còn tin vào những cái phương pháp dân gian chẳng hạn như là uống nước lá hoặc là đắp những cái loại lá cây trên da như là nha đam, lá tía tô, lá trầu không để điều trị vấn đề về sạm nám. Tuy nhiên bác sĩ Nguyên khẳng định rằng những cái phương pháp này chỉ là những cái phương pháp dân gian truyền miệng, không có bằng chứng khoa học và tất nhiên là nó sẽ không hiệu quả. Nếu có chăng hiệu quả thì nó rất là ít mà các bạn sẽ không thấy được ở trên da của các bạn. Ngoài ra thì có một số phương pháp nó còn gây hại cho làn da của các bạn, chẳng hạn như là đắp lá trầu không rồi chà sát chanh lên trên da thì tuyệt đối là các bạn sẽ không nên sử dụng những cái phương pháp này. Còn trong video này thì bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái phương pháp nó rất là khoa học, nó an toàn, nó hiệu quả. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần điều trị đầu tiên. Phương pháp số 1 đó là các bạn dùng những cái loại thuốc bôi hoặc là những cái viên uống có những cái hoạt chất để giúp điều trị cái vấn đề về nám. Và những cái hoạt chất này, những cái loại thuốc uống này thì bác sĩ Nguyên cũng đã từng có rất là nhiều video rồi thì các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên về những cái viên uống trị nám làm sáng da cũng như là những cái hoạt chất làm trắng sáng da. Trong video này thì bác sĩ Nguyên chỉ nói sơ qua thôi, chẳng hạn như để đường bôi hiệu quả các bạn có thể dùng những cái hoạt chất như là hydroquinone, arbutin, niacinamide, acid azelaic. Còn đối với viên uống các bạn có thể lựa chọn một số thành phần như là glutathione, tranexamic acid hoặc là những cái viên chống nắng, viên chống oxy hóa sẽ hỗ trợ thêm cho quá trình trị nám. Vậy thì vì sao chúng ta lại lựa chọn phương pháp bôi thoa và uống đầu tiên? Bởi vì những cái phương pháp này nó đơn giản, dễ thực hiện, hầu như chị nào cũng có thể thực hiện được. Thứ hai đó là nó an toàn mà nó rất là hiệu quả, ít khi nó gây hiện tượng là mất sắc tố hoặc là gây tổn thương da nặng, nên đây là phương pháp mà mình khuyên là các bạn nên lựa chọn đầu tiên. Vậy thì có nhiều bạn hỏi mình là bây giờ mình không thích bôi mà mình chỉ muốn đi bắn laser hoặc là đi làm một cái thủ thuật nào đó thì có được hay không? Thì tất nhiên là câu trả lời là được. Tuy nhiên theo cái phác đồ điều trị khoa học thì chúng ta vẫn nên lựa chọn phương pháp bôi và uống đầu tiên. Nếu các bạn lựa chọn những cái phương pháp thủ thuật khác trước khi lựa chọn phương pháp bôi thì có thể là những cái phương pháp này nó vẫn hiệu quả nhưng mà nó sẽ thấp hơn và khi mà các bạn điều trị như vậy thì nó rất là dễ gây tái phát nám trở lại. Vậy thì lời khuyên rất là chân thành của bác sĩ Nguyên dành cho những chị muốn điều trị nám đó là chúng ta phải bắt đầu từ phương pháp bôi thoa và uống trước khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Nếu mà các bạn thấy da mình nó chưa cải thiện tốt thì chúng ta mới thêm vào những cái phương pháp điều trị công nghệ cao, hoặc nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên kết hợp nhiều phương pháp lại, nó sẽ cho cái hiệu quả cao hơn. Phương pháp số 2 giúp điều trị nám cũng được rất là nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng, đó là phương pháp peel da. Thì cái phương pháp peel da hay còn gọi là lột da bằng hóa chất, và nhiều bác sĩ thì người ta hay gọi nó là thay da sinh học, nhưng cái từ đúng đó là lột da bằng hóa chất. Nghe cái tên thì nó hơi ghê đúng không các bạn? Tuy nhiên nó cũng không phải là quá đáng sợ nếu chúng ta thực hiện đúng cách và được bác sĩ hướng dẫn. Thì cái phương pháp peel da này có nghĩa là các bạn dùng những cái hoạt chất ở nồng độ cao, chẳng hạn như là retinol này, AHA, BHA, các bạn bôi lên da để nhằm mục đích là chúng ta sẽ làm bong đi cái lớp sừng dày và cũ kỹ ở trên da, giúp cho da của các bạn thứ nhất đó là cải tạo lại được bề mặt, giúp da mịn hơn.
Thứ hai đó là giúp da của các bạn sáng, đều màu hơn nhờ loại bỏ những cái sắc tố nông. Và cái thứ ba nữa đó là nó sẽ hỗ trợ hấp thu những cái thuốc bôi sẽ tốt hơn. Đối với phương pháp peel da thì bác sĩ Nguyên cũng đã từng có rất nhiều video hướng dẫn các bạn có thể tự peel da tại nhà. Những cái lưu ý thì mình cũng sẽ để link cái video đó ở đây và các bạn hoàn toàn có thể xem video đó ở đây nha. Và phương pháp thứ ba, một cái sự cải tiến mới trong việc điều trị nám và cũng được nhiều chị mà khi mà chúng ta tìm hiểu về nám chắc chắn là đã có nghe qua rồi, đó là phương pháp về laser. Đối với laser thì sẽ có những cái loại, đó là laser xâm lấn và laser không xâm lấn. Đối với cái laser xâm lấn thì cái loại mà hay gặp nhất đó là laser fractional. Thì cái laser này khi mà các bạn bắn lên da thì nó sẽ có những cái tổn thương vi điểm ở trên da thì nó sẽ kích thích tái tạo lại bề mặt. Đối với phương pháp này thì nó chỉ hiệu quả đối với những cái nám nông, nám ở trên bề mặt thôi. Còn đối với những cái nám mà sâu hơn thì chúng ta phải dùng một cái loại laser khác, đó là laser không bóc tách. Khi mà các bạn bắn cái laser không bóc tách thì các bạn sẽ thấy là da mình nó không có một cái tổn thương gì cả. Các bạn bắn xong không cần phải nghỉ dưỡng, da nó chỉ hơi ẩn đỏ lên thôi. Và đối với phương pháp này thì nó sẽ hoạt động theo một cái cơ chế hoàn toàn khác, là khi mà các bạn bắn cái tia này lên da thì nó sẽ có một cái tác dụng nhiệt rất là mạnh, nó sẽ làm cho những cái hạt sắc tố bị vỡ tung ra và sau đó thì những cái con tế bào nó sẽ đến dọn dẹp những cái sắc tố này, làm cho da của mình sáng và đều màu hơn. Thì đối với phương pháp laser thì chắc chắn là các bạn phải đến những cái cơ sở thẩm mỹ có bác sĩ để các bạn sẽ được tư vấn và hướng dẫn điều trị nó phù hợp. Hơn nữa, phương pháp laser không phải là lựa chọn đầu tay nha các bạn, nghĩa là nó không phải là lựa chọn đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện những cái bước trước đó, như là uống bôi peel da nó không đỡ thì các bạn mới đi thực hiện laser. Và thực hiện laser thì chúng ta cần phải thực hiện nhiều lần và tần suất mà các bạn đi bắn thông thường là một lần một tháng. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng muốn cảnh báo cho các bạn là hiện tượng mất sắc tố do laser thì mình gặp cũng khá là nhiều. Đây là tình trạng khi mà các bạn đi bắn laser thì các bạn bắn ở những cái cơ sở không có chuyên môn, không có bác sĩ hoặc là không có những cái kỹ thuật viên cao cấp thì có thể là làm cho da của các bạn bị mất sắc tố do là sử dụng năng lượng quá cao, hoặc là các bạn bắn với tần suất quá liên tục làm cho cái con tế bào sản sinh ra cái sắc tố nó bị tổn thương. Và một khi da của các bạn mà đã bị mất sắc tố thì cái khả năng hồi phục nó cực kỳ thấp. Vì vậy mà các bạn cần phải cẩn trọng trước khi mà chúng ta quyết định làm một cái phương pháp nào. Phương pháp số 4 hỗ trợ điều trị nám hiệu quả mà cũng muốn giới thiệu cho các bạn, đó là phương pháp các bạn sẽ đi tiêm mesotherapy. Đối với phương pháp mesotherapy thì đơn giản là các bạn sẽ tiêm những cái lượng thuốc nhỏ vào trong da và tiêm một cái hoạt chất nào đó để giúp cho da của các bạn cải thiện một vấn đề nào đó mà các bạn mong muốn. Chẳng hạn như là các bạn muốn trị nám, sạm da, tàn nhang thì chúng ta sẽ tiêm những cái hoạt chất khác. Nếu các bạn muốn da ẩm, căng bóng thì thông thường là các bạn sẽ tiêm axit hyaluronic, và tùy từng cái trường hợp khác nhau mà chúng ta sẽ tiêm khác nhau. Nhưng mà để đơn giản dễ hiểu thì cái phương pháp này đó là các bạn sẽ tiêm từng cái lượng thuốc nhỏ vào trong da ở cái lớp trung bì, và các bạn sẽ thấy là da mình ban đầu khi tiêm nó sẽ có những cái nốt sần nhẹ, và sau 1 đến 2 tiếng thì da bạn hoàn toàn quay trở lại với trạng thái bình thường. Chẳng qua là nó có một số cái dấu kim ở trên da, và phương pháp này thì nó cũng khá là an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên nó sẽ hơi đau, nên một số bạn mà nhát đau thì có thể là các bạn sẽ không có yêu thích cái phương pháp này. Và đó là toàn bộ những cái phương pháp mà điều trị nám rất là hiệu quả mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn. Và tùy vào tình trạng da của các bạn, tùy vào tình trạng kinh tế cũng như là điều kiện công việc để các bạn có thể lựa chọn một hoặc là nhiều phương pháp. Và thông thường thì khi kết hợp nhiều phương pháp nó sẽ cho hiệu quả cao hơn. Và nếu các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi thắc mắc nào về những cái phương pháp điều trị này thì có thể comment ở phần bình luận, bác sĩ Nguyên sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi này cho các bạn. Và các bạn cũng đừng ngần ngại xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải, nhấn vào nút đăng ký kênh để chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.